sừng loa tép chống cháy 100%. Bắc Cạn lại giới thiệu cho anh em chi tiết cái mẫu tép 1,2 triệu một đôi. Đây mình sẽ quay cận cảnh cho anh em xem nhá. Đây phễu nhựa đàn hồi chống chuông âm tép, ngang là 28 phân, cao 17 phân, sâu 20 phân. Cái này là củ 450, củ cao cấp China. Cái từ này là 12 phân, côn 4,5, trang bị hệ thống chống cháy. Đấy, cái này là tép thành phẩm rồi, về anh em chỉ việc dùng thôi. Đấy, 1,2 triệu một đôi bao ship. Để chạy được những cái đôi tép này thì cái loa tép thì nó không phụ thuộc vào công suất, nên có thể dùng cho loa kéo âm ly 2 sò, 4 sò, 8 sò, 12 sò, 16, 20, cục đẩy 40 sò. Ok tất. Đấy, bắt 12, bắt 20, 25, 30, 40 đều được. 1,2 triệu một đôi. Tép nó không phụ thuộc vào công suất nhé, nên chúng ta có thể là dùng 2 đôi, 3 đôi cũng được, không sao cả. Đấy, hoặc là anh em dùng một cái cũng được, như loa kéo cũng được. Loa kéo nó chỉ có, người ta chỉ cần một cái thôi. Thì nếu mà anh em mà vì cái nhiều cái về tài chính hoặc là sở thích chẳng hạn, thì chúng ta nó tùy thôi, chúng ta dùng một cái cũng được. Một cái là 600.000, nhưng mà mua một cái không bao ship nha. Anh em mua cả đôi 1,2 triệu là bao ship, còn một cái là không bao ship, 600.000 một cái, không bao ship. Cái này là chúng tôi ship toàn quốc. Anh em mua hàng thì anh em gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 0973 533 269. Đây, chúng tôi bán hàng trên Facebook Loa Tép Thông Minh và YouTube Điện Tử Phượng Lưu. Hai số điện thoại trên màn hình duy nhất nha, 0973 533 269, số đuôi 29 nữa. Đấy, anh em chụp lại màn hình này, chụp lại đi nha. Đấy, các mẫu tép thì mình ship cho anh em liên tục trên toàn quốc, nhưng mà hôm nay mình chỉ làm cho anh em một cái mẫu 1,2 triệu. Cái mẫu là mẫu 450, cực kỳ là ưu tú. Để anh em mà muốn nghe nhạc hay hơn, hát karaoke nuột hơn, thì anh em hãy dùng những cái đôi tép rời như này. Đấy, cái thứ nhất là để nó thay thế cái tép theo loa, vì cái tép theo loa có một cái điểm yếu là nó rất hay cháy, hay cháy tép, mở to là cháy, hát hò tí là cháy. Nên đây chính là những cái đôi tép chống cháy để thay thế cái tép theo loa. Anh em những cái dây này chúng tôi làm sẵn rồi, nó dài 1 mét đây rồi, về anh em đấu trực tiếp đít loa, đít âm ly, đít cục đẩy về là ok. Này gọi là tép thành phẩm chống cháy, thì anh em mà chỉ việc dùng thôi, vì là chúng tôi có gắn hệ thống chống cháy và hệ thống cảnh báo méo tín hiệu. Đây có bóng sơ cua dán trên nóc, tôi khuyến mại cho anh em một bóng, và một bóng đang chạy đây. Bóng này là bóng gần như là cái bóng cầu chi để bảo vệ chống cháy âm ly, chống cháy sò, cục đẩy. Đấy nha, trong quá trình sử dụng bóng đèn không sáng mới ok, chứ còn anh em để bị bóng sáng thì là loa tép nó đang cảnh báo méo tín hiệu từ vang nâng lọc, là anh em phải ghép lại hoặc là anh em phải cân chỉnh, đừng để nó méo tín hiệu thì bóng đèn này nó sẽ không sáng. Không sáng mới ok nhá, chứ còn bị sáng là méo tín hiệu nặng rồi. Đấy, từ vang nâng lọc chứ không phải do đẩy. Đây. Bóng đèn này khi mà nó đặt ngưỡng thì nó sẽ tự đứt như kiểu cầu chi để bảo vệ chống chập cháy âm ly, chống ảnh hưởng đến âm ly. Đấy. Những cái bóng đèn này thì thực ra thì nó chỉ được trang bị trên những cái phân tần cao cấp, những cái đôi loa cao cấp trên 10 triệu. Còn những cái loa bình thường thì nó sẽ không có bóng đèn. Đấy, như cái loa ở trong phòng hát cao cấp thì người ta có cầu chi và hệ thống bóng đèn như thế này, để phòng khi là chập tụ này hoặc là cháy âm ly thì cái bóng này nó sẽ tự đứt, nó sáng lên và nó đặt ngưỡng dòng điện của nó sẽ tự đứt để là nó ngắt mạch điện. Đấy nha, ngắt cái điện cấp từ âm ly vào loa, nên là nó không ảnh hưởng gì cả. Đấy nha. Đây, 1,2 triệu một đôi bao ship, mình sẽ quay cận cảnh cho anh em. Đây, cho anh em xem kỹ này. Đấy, trang bị hệ thống chống cháy. Đấy, phễu nhựa chống pinging âm tép. Đôi này là nặng 5 cân một đôi. Đây, chúng tôi bao ship toàn quốc nha. Đấy, âm ly cục đẩy đều được. Những anh em mà hay cháy tép hay chết tép thì để mà khắc phục cái hiện tượng đấy thì anh em mà dùng những cái đôi tép như thế này thì nó rất hiệu quả, vì đây là những cái loa tép rời để thay thế tép theo loa và loa đặt nóc. Đây, tép theo loa mà cháy thì không cần vác đi sửa nữa, anh em mua một cái về đặt xong là cho nó yên chuyện. Thì tép theo loa thì anh em cứ 3 hôm anh em lại phải đi sửa thì nó rất là mệt. Đây, mình sẽ quay xa xa cho anh em này. 1,2 triệu một đôi,
Cái này giá này đã bao ship và chúng tôi bảo hành 1 năm bằng số điện thoại qua đường bưu điện. Đấy nhá. 1,2 triệu một đôi. Bao ship toàn quốc, mình sẽ quay rất là gần và rất là sắc nét cho anh em này. Đây, chúng tôi làm bằng khung thép. Tại sao chúng tôi phải làm bằng khung thép? Vì phải làm chắc chắn như thế này thì về cái những cái dòng loa từ khoảng 350 đổ lên hoặc 450 như thế này thì củ nó rất là nặng. Nên là chúng tôi phải có những hệ thống đỡ các kiểu, đỡ khung, đỡ phễu, để cho khi mà không làm chắc chắn như thế này thì sẽ không chịu được cái sức oằn, sức nặng của cái củ đây. Nên là làm như thế này thì nó rất chắc chắn mà khung thép nhá. Làm những cái tép này thì anh em chỉ mua một lần là dùng mãi mãi. Vì những cái hệ thống phân tần này chắc chắn nó sẽ không hỏng được. Đấy nha, nó không hỏng được và nó có cái hệ thống cực kỳ an toàn. Đấy, giả dụ như là có cái dấu hiệu bất thường về dòng điện thì bóng đèn nó sẽ tự đứt và để hoạt động trở lại thì anh em phải thay cái bóng này. Đấy, khi mà cái dấu hiệu bất thường dòng điện từ âm ly này, hoặc là từ những cái mạch cân chỉnh vang nâng lọc mà có dấu hiệu không phải giải tép. Đấy, thì cái bóng đèn nó sẽ tự đứt để bảo vệ an toàn cho hai chiều. Bảo vệ côn loa và bảo vệ chống cháy sò âm ly cục đẩy. Để hoạt động trở lại thì anh em phải rút cái bóng sơ cua này ra, anh em thay vào. Và cái bóng này chỗ mình có bán là 7,5 một cái, là không bao ship. Họ ở trên shopper Lazada người ta cũng bán đây. Đấy nhá. 1,2 triệu một đôi. Bao ship toàn quốc. Anh em muốn hát karaoke nuột thì liên hệ với chúng tôi nhá. Để cho anh em xem kỹ này. Ngoài các mẫu 1,2 triệu chỉ còn cái mẫu 500. 1,5 triệu đây. Đấy, 1,5 triệu nhá. Và 600k. 500k và 600k nó không khác nhau là mấy. Đây, mình sẽ phân biệt cho anh em dễ hơn. 600k thì cái đầu nhọn này nó ngắn hơn, còn 500 thì nó sẽ dài hơn. Và cái phễu này là 12 phân nhá. Đấy. Đây, cái từ này là 8 phân. Đường kính nhá. Đấy, côn 2,5 và cũng trang bị hệ thống chống cháy. Dây này chúng tôi dài 1 mét, chúng tôi cuốn vào đây cho anh em, với anh em chỉ cần cởi ra và đấu vào đít loa, đít âm ly, đít cục đẩy đều được. Vì nói chung dây loa nên anh em đấu đầu nào cũng được. Đây là 600k một đôi. Đấy, 600k thì thường thường nó có cái tem màu trắng đây. Đấy. Còn 500k thì nó sẽ không có dán tem. Đấy, 500 này và 600 cho anh em xem kỹ đầu ở trên mặt trên và mặt dưới. Đây. Đây là những cái thành phẩm, tép thành phẩm để thay thế tép theo loa. Mà anh em chưa đủ tài chính hoặc là theo sở thích chẳng hạn, mua tép gọi là có thì anh em mua một cái cũng được. Một cái loại này là 300.000 không bao ship, còn cái này là 250.000 không bao ship. Đấy, chúng ta giống như loa kéo, chỉ cần một cái thôi, không cần nhiều. Nhưng anh em muốn sành điệu thì anh em dùng một đôi, hai đôi không sao. Đấy, đây là 500.000 một đôi. 500.000 thì nó sẽ thích hợp cho âm ly 4 sò, âm ly 2 sò, 8, 12, 16, đẩy 24. Còn nếu mà đối với đẩy 40 sò thì anh em phải vang cơ mới được. Đấy nha. Chứ còn vang số thì là phải dùng loại 1 triệu. Đấy nha. Vang cơ đẩy thì anh em dùng loại 500 thì được rồi, hoặc 600 thì được rồi. Đấy nha. Đôi này là nặng 2,3 cân. Đôi này cũng thế. Đấy. Còn cái mẫu khác thì chúng tôi cũng có. Đây, loại này loại 800k. Loại 800k là đường kính này là 8 phân. Đấy. Đấy, 800k thì nó là củ của mẫu 600. Chúng tôi lắp sang cái phễu to này. 800.000 một đôi là giá đã bao ship và cặp 1,500k. Đấy, 5 triệu một đôi này là nặng 7kg một đôi. Cái đường kính của nó là 12 phân, côn 4,5. Và chúng tôi cũng tải rất nhiều video test mẫu này các thứ rồi. Đấy, nên là cái video này thì mình chỉ quay cận cảnh để cho anh em là xem chi tiết. Để anh em mà đặt hàng thì anh em chỉ cần gọi cho chúng tôi theo số điện thoại trên màn hình thì anh em chọn mẫu rồi chúng tôi sẽ gửi hàng về cho, về anh em được kiểm tra ok thì thanh toán. Vì đơn vị chúng tôi là một cái đơn vị cực kỳ đặc biệt, thì phải khách hàng phải ok thì đơn vị cực kỳ uy tín, nên anh em cực kỳ là yên tâm. Để cho anh em, chúng tôi xác định được anh em mua loa tép về là phải mua về để dùng chứ không phải mua về để làm hàng mã. Đấy, mua về là phải dùng được. Đấy, cái đặc biệt là như vậy. Còn đây là cặp 1 triệu đây. Đấy, cái củ này là 9 phân côn 3,5. Đấy, đường kính củ này là 9 phân côn 3,5. Và chúng tôi cũng đăng rất nhiều video cho anh em rồi. Đấy nha. Con này là đánh đẩy 40 sò ok. Nha, anh em nhớ số điện thoại của mình nhá. 0973 533 269. Đấy, chúng tôi hoạt động trên hai kênh. Trên YouTube và trên Facebook.
Đây cái địa chỉ của tôi Nạp Phạc Ngân Sơn Bắc Cạn. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau nhá. Cảm ơn nhá. Ok.